sao vẫn khó từng ao ước đến một ngày đổi gió để cái nghèo vĩnh viễn đi xa đâu phải trong mơ dưới nắng tràn hoa ta đánh thức sau ngàn năm đất ngủ đã sôi động những không trường mới mờ những con tàu nhộn nhịp khơi xa chiều sau vẫn khó từng ao ước đến một ngày đôi gió để cái nghèo vĩnh viễn đi xa đâu phải trong mơ dưới nắng tràn hoa ta đánh thức sau ngàn năm đất ngủ, đã sôi động những không trường mới mờ những con tàu nhộn nhịp khơi xa

chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thị ủy Nghi Sơn tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ thị ủy về công tác cán bộ. Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc chủ động ứng phó với cơn bão gần biển Đông, bão Chami. Tổ giúp việc tiểu ban nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ 27, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 27, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội đồng thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí thôn nông thôn mới thị xã Nghi Sơn, tổ chức hội nghị bỏ phiếu đề nghị xét công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới cho hai thôn Nhật Tân và thôn Phượng Cát, xã Thanh Thủy, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 10, tại xã Phú Lâm, thị ủy Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của ban thường vụ thị ủy về công tác cán bộ. Sự hội nghị có các đồng chí Trương Bá Duyên, phó bí thư thường trực thị ủy, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo thị ủy, giám đốc trung tâm chính trị thị xã, đồng chí Mai Sĩ Lân, ủy viên ban thường vụ thị ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Đồng chí Hoàng Văn Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, đại diện lãnh đạo các ban thị ủy, lãnh đạo các phòng cơ quan Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, đại diện văn phòng thị ủy, lãnh đạo cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội xã Phú Lâm. Tại hội nghị, lãnh đạo ban tổ chức thị ủy công bố quyết định số 8799 của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Bình, thị ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Phú Lâm giữ chức vụ trưởng phòng văn hóa và thông tin thuộc ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn. Quyết định số 2850 của ban thường vụ thị ủy Nghi Sơn về việc điều động đồng chí Cao Văn Tĩnh thôi tham gia ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ đảng ủy, thôi giữ chức vụ bí thư đảng ủy xã Hải Yến, nhiệm kỳ 2020-2025 thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hải Yến, nhiệm kỳ 2021-2026, để chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng Bộ, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy và đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động và bổ nhiệm phát biểu giao nhiệm vụ đồng chí trương bá duyên phó bí thư thường trực thị ủy ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà đồng chí nguyễn duy bình và đồng chí cao văn tĩnh đạt được trong thời gian qua về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí phó bí thư thường trực thị ủy đề nghị đồng chí nguyễn duy bình tiếp tục phát huy thành tích kết quả đạt được tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị tiếp nhận nhanh với công việc mới nắm chắc tình hình trên lĩnh vực được giao cùng tập thể tri bộ lãnh đạo phòng văn hóa và thông tin thị xã nêu cao tinh thần đoàn kết trách nhiệm trong công việc và làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, phân đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị đồng chí Cao Văn Tĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị và là hạt nhân đoàn kết trong toàn đảng bộ, cùng với tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy xã Phú Lâm tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mà trước hết là tập trung ngay vào việc chỉ đạo thực hiện để hoàn thành các tiêu chí đạt xã nông thôn mới trong năm 2024, làm tốt công tác nhân sự và lãnh đạo tổ chức đại hội các tri bộ trực thuộc tiến tới đại hội đảng bộ xã Phú Lâm nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí nguyễn duy bình thị ủy viên trưởng phòng văn hóa và thông tin thị xã và đồng chí cao văn tĩnh bí thư đảng ủy xã phú lâm hứa sẽ cố gắng hết mình không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng gương mẫu luôn không ngừng học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm của các thế hệ các đồng chí lãnh đạo đi trước để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà ban thường vụ thị ủy thường trực ủy ban nhân dân thị xã đã tin tưởng giao phó góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển Công điện của Chủ tịch Ủy ban dân thị xã Nghi Sơn về việc chủ động ứng phó với cơn bão gần Biển Đông, bão Jami. Chủ tịch Ủy ban dân thị xã Nghi Sơn điện, Chủ tịch Ủy ban dân các xã phường ven biển, trưởng các phòng, ban, đội thuộc Ủy ban dân thị xã, thủ trưởng các ngành, ban chỉ huy quân sự, công an, đồn biên phòng Hải Hòa, ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, ban chỉ huy Hải đội 2, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trông chu chi nhánh thủy lợi thị xã nghi sơn bệnh viện đa khoa khu vực thị xã nghi sơn trung tâm y tế nghi sơn trung tâm viễn thông bưu điện điện lực trạm khí tượng tĩnh gia ban quản lý cảng cá lạch bạng hạt quản lý đê đông nam hạt kiểm lâm ban quản lý rừng phòng hộ theo bản tin dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông philippines đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế sami Đến chiều ngày 24 tháng 10, bão đi vào Biển Đông với cường độ cấp 10, giật cấp 12. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 10, bão mạnh lên cấp 11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 15 đến 20 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Thực hiện công điện số 33 hồi 18 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2024 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân trự tỉnh Thanh Hóa để chủ động ứng phó với diễn biến của bão Trambi, Chủ tịch Ủy ban dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân các xã phường ven biển, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thị xã, trưởng các ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 72 giờ tới từ vĩ tuyến 15 đến 20 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 115 độ kinh đông. Vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. 2. Triển khai sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 3. Trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch thị xã tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền địa phương, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó. 4. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của bão, thường xuyên báo cáo tình hình về Ủy ban dân thị xã qua phòng kinh tế, điện thoại trực ban 02378 777 868. 0985 112 550 hoặc 0396 631 486 để tổng hợp báo cáo theo quy định. Chủ tịch Ủy ban dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân các xã phường ven biển, Thủ trưởng các ngành, phòng, ban, đội, ban chỉ huy, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức chỉ đạo triển khai nghiêm các nội dung tại công điện này, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị xã Nghi Sơn đã ký Phạm Văn Nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 22 tháng 10, xã Hải Hà tổ chức hội nghị bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý việc nuôi trồng thủy sản tự phát trên địa bàn xã. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Hằng, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo thị ủy, phó ban chỉ đạo xử lý việc nuôi trồng thủy sản tự phát trên địa bàn thị xã, lãnh đạo phòng tư pháp thị xã, ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội xã Hải Hà và đại diện các hộ gia đình chưa thực hiện xử lý ô lồng nuôi trồng thủy sản tự phát. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo xử lý việc nuôi trồng thủy sản tự phát trên địa bàn thị xã và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị xã trong thời gian qua, cấp ủy đảng chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội xã Hải Hà và các thôn trên địa bàn đã tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo tiến độ, thời gian theo kế hoạch của thị xã đề ra. Các ủy chính quyền địa phương, các thôn đã tổ chức tuyên truyền vận động để các hộ nuôi cá lồng, nuôi hào, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và vận động thu hoạch cá, hào và tự giải bản lồng bè. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, xã Hải Hà đã giải bán được 171 trên 171 bè hào của các hộ và giải bán được 10 bè cá và 44 ô lồng cá tổng số hộ nuôi cá lồng tự phát còn 15 hộ với 34 lồng và 356 ô. Hiện nay, xã Hải Hà đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu các hộ có lồng bè khẩn trương thu hoạch cá, không được thả cá giống, hầu mới, phải tự tháo rỡ lồng bè, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2024. Tại hội nghị, đại diện các hộ gia đình chưa giải bản ô lồng đã phát biểu, nêu lên tâm tư, nguyện vọng, đề xuất và kiến nghị các nội dung liên quan đến việc nuôi cá tự phát. Các kiến nghị của người dân đã được lãnh đạo phòng tư pháp thị xã trao đổi làm rõ, đồng thời đề nghị các hộ gia đình đồng thuận chấp hành nghiêm chủ trương của thị xã trong việc xử lý nuôi trồng thủy sản tự phát. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo thị ủy, phó ban chỉ đạo xử lý việc nuôi trồng thủy sản tự phát trên địa bàn thị xã đã chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của các hộ dân Đồng thời đề nghị các hộ gia đình chấp hành nghiêm việc thực hiện giải bản ô lồng theo đúng kế hoạch thị xã đề ra. Nếu các hộ có nguyện vọng tiếp tục nuôi trồng thủy sản, thực hiện việc đăng ký với Ủy ban nhân dân xã Hải Hà để được nuôi trồng tại khu vực đảo mê được quy hoạch vùng nuôi. Lãnh đạo xã Hải Hà tiếp tục tăng cường công tác xã soát, quản lý các hộ nuôi trồng thủy sản, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để các hộ dân nhận thức đúng về chủ trương của Đảng. Chính sách pháp luật của nhà nước từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân tự giải bản ô lồng đồng chí trưởng ban tuyên giáo thị ủy đề nghị xã Hải Hà tổ chức việc giao ban đánh giá gắn trách nhiệm cụ thể của từng đồng chí Đảng ủy viên của từng cán bộ công chức phụ trách từng hộ gia đình để thực hiện công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình giải bản ô lồng đến ngày 30 tháng 11 năm 2024 hoàn thành việc xử lý nuôi trồng thủy sản tự phát trên địa bàn xã Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 22 tháng 10, Tổ giúp việc tiểu ban nội dung Đại hội đại biểu Đảng Bộ Thị xã lần thứ 27, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng Bộ Thị xã Nghi Sơn lần thứ 27, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân Thị xã, Tổ trưởng Tổ giúp việc tiểu ban nội dung Đại hội đại biểu Đảng Bộ Thị xã, Lần thứ 27, nhiệm kỳ 2025-2030, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên tổ giúp việc theo quyết định số 01 ngày 14 tháng 8 năm 2024 của Trưởng tiểu ban nội dung đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ 27, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các số liệu chỉ tiêu trong dự thảo lần 1 báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ thị xã khóa 26 tại đại hội đại biểu đảng bộ thị xã lần thứ 27 nhiệm kỳ 2025-2030. Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả thực hiện các chương trình trọng tâm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030. Kết luận hội nghị đồng chí Mai Chí Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị xã, Tổ trưởng Tổ giúp việc tiểu ban nội dung đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ 27, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đánh giá cao kết quả bước đầu của tổ giúp việc đạt được trong việc tham mưu xây dựng đề cương, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 27. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị xã nhấn mạnh để hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị lần 1, đề nghị các thành viên tổ giúp việc bám sát kế hoạch của tiểu ban nội dung, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thời gian, trí tuệ, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc, phải chịu trách nhiệm trước tiểu ban nội dung về nhiệm vụ được giao. Trong dự thảo báo cáo chính trị, phải đánh giá khoa học, thực tiễn, văn từ trong báo cáo chính trị sử dụng văn phòng chính luận. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu đến Ngày 25 tháng 10 năm 2024, các thành viên tổ giúp việc hoàn thành nội dung của báo cáo chính trị được phân công và hoàn thành việc giải trình, diễn giải về 28 chỉ tiêu chủ yếu. Đến ngày 27 tháng 10 năm 2024, hoàn thành toàn bộ dự thảo lần 1 báo cáo chính trị. Ngày 28 tháng 10 năm 2024, trình ban thường vụ thị ủy thảo luận. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 10, Hội đồng thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí thôn nông thôn mới thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị bỏ phiếu đề nghị xét công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới cho hai thôn Nhật Tân và thôn Phượng Cát xã Thanh Thủy. Đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Tránh Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới thị xã, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có thành viên Hội đồng thẩm định Thôn đạt chuẩn nông thôn mới, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Lãnh đạo chuyên viên văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thị xã, lãnh đạo cấp ủy chính quyền các đoàn thể thôn Nhật Tân và thôn Phượng Cát xã Thanh Thủy. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Thanh Thủy đã báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới tại hai thôn. Theo đó, trong thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã Thanh Thủy và thôn Nhật Tân Thôn Phượng Khát đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người tại thôn Nhật Tân đạt 66,6 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,17%. Thu nhập bình quân đầu người tại thôn Phượng Khát đạt 66,53 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,68%. Cả hai thôn đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục các tuyến đường giao thông đã được bê tông hóa, đạt tỷ lệ 100%, đảm bảo cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Qua đánh giá 14 trên 14 tiêu chí của hai thôn đều đạt, đủ điều kiện để nghị xét công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu thống nhất đề nghị trình Chủ tịch Ủy ban dân thị xã công nhận hai thôn của xã Thanh Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 với tỷ lệ phiếu đạt 100%. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị xã, Tránh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thị xã, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy chính quyền và nhân dân hai thôn của xã Thanh Thủy đạt được trong xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân thị xã đề nghị xã thanh thủy tiếp tục bổ sung hoàn thiện các chỉ tiêu tiêu chí phấn đấu tiếp tục xây dựng các thôn trên địa bàn hoàn thiện xây dựng nông thôn mới hướng tới hoàn thiện xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác xây dựng nông thôn mới chú trọng duy trì công tác vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm trong các khu dân cư định kỳ có chương trình chỉnh trang trong hệ thống đường làng ngõ xóm khơi thông hệ thống thoát nước hai bên đường, trồng hoa, cây xanh dọc đường các tuyến giao thông, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tiếp tục nhân rộng mô hình phân loại rác, tận dụng rác thải hữu cơ để làm phân bón vi sinh, giảm lượng rác thải đưa đi xử lý, tiếp tục quán triệt thực hiện chỉ thị số 24 ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa và nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, thực hiện cuộc vận động nhân dân hiến đất để đầu tư, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn. Khẩn trương ra soát, đánh giá mức độ duy trì đạt chuẩn nông thôn mới để tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của xã trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị xã đề nghị trên cơ sở kết quả bỏ phiếu, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thị xã hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban dân thị xã quyết định công nhận hai thôn Nhật Tân và thôn Phượng Cát đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024. Sáng ngày 23 tháng 10, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đã đi kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng các hạng mục để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Phú Lâm. Cùng đi có đồng chí Lê Ngọc Hà, trưởng phòng nội vụ thị xã. Đoàn đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng chợ Phú Lâm, xã Phú Lâm. Đây là công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn làm chủ đầu tư. Với quy mô đầu tư xây dựng các hạng mục, ký ốt, kinh doanh đồ ăn, uống, ký ốt, kinh doanh hàng khô và rau củ quả, ký ốt, kinh doanh hàng tươi sống, hàng cá và giết mổ gia cầm, ký ốt, kinh doanh hàng tươi sống, hàng thịt, nhà bảo vệ, nhà để xe, nhà vệ sinh, hố xác, bể nước, cổng, tường rào, phá rỡ nhà chợ chính, hạ tầng kỹ thuật. Với tổng mức đầu tư là 2 tỷ 500 triệu đồng, mục tiêu đầu tư nhằm tạo không gian kinh doanh, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc buôn bán giao thương hàng hóa cho nhân dân địa phương, cũng như các vùng phụ cận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý hoạt động kinh doanh tại chợ, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đoàn cũng tiến hành kiểm tra quy hoạch để xây dựng sân vận động xã Phú Lâm. Đây là công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn, làm chủ đầu tư. Quy mô đầu tư là xây dựng sân vận động với diện tích khoảng 0,732 ha với các hạng mục sàn nền làm mới, thảm cỏ mặt sân đá bóng, đường bích chạy xung quanh sân bóng, sân khấu kết hợp khán đài, khu vệ sinh nam nữ riêng biệt, khuôn viên, cổng, tường rào và hoàn trả tuyến đường bê tông dân sinh, di chuyển đường điện và cột đèn chiếu sáng hiện trạng. Tổng dự toán công trình là 9 tỷ 300 triệu đồng. Với mục tiêu đầu tư là từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao lành mạnh, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng của xã Phú Lâm, hoàn thiện tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Qua kiểm tra thực tế tại các công trình, đồng chí Mai Sĩ Lân, ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm phối hợp với các phòng liên quan Ủy ban nhân dân thị xã để xây dựng chợ Phú Lâm đảm bảo các tiêu chí về chợ đạt an toàn thực phẩm. Đồng thời phối hợp với ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ và sân vận động, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 40 CTTU ngày 22 tháng 11 năm 2014 và kết luận 06 TU của ban bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội vai trò trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội ngày càng nâng cao thông qua hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội thị xã đã đưa đồng vốn đến với người nghèo và các đối tượng chính sách công khai dân chủ kịp thời tiết kiệm được chi phí giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống từ đó góp phần thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn thị xã theo thống kê, số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 điều tra cuối năm 2023 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn là 1.479 hộ, chiếm tỷ lệ 2,06%. Số hộ cận nghèo 4.155 hộ, chiếm 5,80%. Để triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 40, CTTU của Ban Bí thư Trung ương, Ban thường vụ huyện ủy, nay là thị ủy, đã ban hành công văn số 893 ngày 23 tháng 6 năm 2015 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách xã hội, quán triệt đến các cấp ủy đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các phòng ban, các đảng bộ tri bộ ủy ban nhân dân thị xã ban hành kế hoạch số 632 về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao vai trò của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội trong quá trình thực hiện chính sách, chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho các đối tượng được vay vốn kịp thời đúng đối tượng. Cấp ủy chính quyền thị xã, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã phường, các cơ quan đơn vị, các đoàn thể thị xã đã quán triệt triển khai đến cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình quản lý nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Cùng với đó, công tác thông tin tuyên truyền về việc triển khai chỉ thị 40 CTTU, kết luận 06 KLTU đã được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó thông tin đầy đủ kịp thời để nhân dân biết, giám sát thực hiện. Là cơ quan thường trực với nhiệm vụ được giao Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Thị xã thường xuyên tổ chức triển khai tìm hiểu chỉ thị 40 CTTU và kết luận 06 KLTU đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đồng thời triển khai cuộc thi tìm hiểu chỉ thị 40 CTTU ngày 22 tháng 11 năm 2014 và kết luận 06 KLTU ngày 10 tháng 6 năm 2021. Kết quả đã có 1.114 cán bộ đảng viên hội, đoàn thể và người dân tham gia cuộc thi. Trong 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã đã lãnh đạo chỉ đạo đưa hoạt động tín dụng chính sách xã hội thành nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ trọng tâm, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Năm năm 2021-2025, đồng thời tập trung thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, tín dụng chính sách xã hội, chú trọng việc chấp hành các thủ tục, quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại điểm giao dịch xã phường, chất lượng công tác ủy thác và hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, đôn đốc thu hồi xử lý kịp thời nợ đến hạn, nợ quá hạn, nhất là duy trì tỷ lệ nợ quá hạn ở mức thấp hơn mức bình quân của toàn tỉnh. Theo đó, năm 2014, nợ quá hạn và nợ khoanh là 1 tỷ 078 triệu đồng, bằng 0,29% trên tổng dư nợ. Với việc triển khai nhiều giải pháp tích cực, đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, Tổng dư nợ quá hạn và nợ khoanh tại Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã là 607 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,07% trên tổng dư nợ tín dụng, giảm 411 triệu đồng, giảm 0,22% so với năm 2014. Có 363 tổ trên 371 tổ xếp loại tốt chiếm 97,8%, 5 tổ xếp loại khá chiếm 1,3%, 3 tổ xếp loại trung bình chiếm 0,9%. Thông qua việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội, tín dụng chính sách xã hội thực sự trở thành một công cụ hữu hiệu giúp cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thị xã đã dành nguồn lực từ ngân sách thị xã để hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng chính sách thông qua kênh tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội thị xã. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, tổng nguồn ngân sách do Ủy ban Nhân dân thị xã chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 10 tỷ 055 triệu đồng. Nguồn vốn hỗ trợ này cùng với nguồn vốn trung ương, nguồn ngân sách tỉnh đã giúp cho hàng chục nghìn hộ gia đình nghèo, hộ gia đình chính sách có vốn đầu tư vào sản xuất, tạo việc làm, góp phần cải thiện đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến nay, tổng nguồn vốn trung ương và địa phương giao Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã thực hiện quản lý đạt 820 tỷ 046 triệu đồng, tăng 452 tỷ 538 triệu đồng so với năm 2014. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt trên 820 tỷ 046 triệu đồng, tăng 452 tỷ 549 triệu đồng so với thời điểm trước khi có chỉ thị 40 CTTU. Với 14.144 khách hàng đang có dư nợ, với 15 chương trình tín dụng đang triển khai thực hiện nợ quá hạn và nợ khoanh 607 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng dư nợ các chương trình tín dụng. Bên cạnh đó, dư nợ ủy thác qua các đoàn thể đạt 818 tỷ 447 triệu đồng trên 14.113 hộ trên 371 tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng 451 tỷ 906 triệu đồng và tăng trưởng 123,2% so với năm 2014, chiếm tỷ lệ 99,8% trên tổng dư nợ tín dụng chính sách. Với những kết quả đạt được, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng giúp tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15,84% năm 2014 xuống còn 2,06% cuối năm 2023. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, kết quả trên đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương của Đảng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn về tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Trong thời gian tới, thị xã Nghi Sơn tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt chỉ thị số 40 CTTU và kết luận số 06 KLTU, trong đó đặc biệt quan tâm đến tín dụng chính sách xã hội, xem đây là giải pháp quan trọng cho công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh tại địa phương. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí vai trò của tín dụng chính sách xã hội, xác định công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu phân đấu hàng năm nguồn vốn ngân sách tỉnh và thị xã ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội chiếm 15% tăng trưởng dư nợ tín dụng của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội trong năm và đến năm 2030, nguồn vốn ủy thác của tỉnh và thị xã chiếm 15% tổng nguồn vốn cho vay của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thị xã. Thị xã cũng sẽ thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng quản trị và ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thị xã, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, chủ động huy động, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thị xã, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý ủy thác qua tổ chức chính trị xã hội chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện công tác kiểm tra giám sát định kỳ đột xuất đối với các đơn vị nhận ủy thác để phát hiện tồn tại có kiến nghị chấn chỉnh và xử lý kịp thời hướng dẫn các đoàn thể nhận ủy thác các cấp các tổ tiết kiệm và vay vốn về quy trình nghiệp vụ tín dụng chính sách để phối hợp triển khai tại cơ sở đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách đến mọi tầng lớp nhân dân các cơ quan ban ngành nhằm thay đổi và nâng cao nhận thức để thực hiện tốt tín dụng chính sách. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Văn Tuấn, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.